Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump hứa sẽ biến nước Mỹ thành thủ đô của thế giới về tiền điện tử nếu ông trở lại Nhà Trắng. Việc thực hiện lời hứa đó có thể mang lại lợi ích cho cá nhân và gia đình ông. Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã khởi động một dự án mới để giao dịch tiền điện tử và đang quảng bá trên mạng xã hội. Hai con trai lớn và con dâu của ông cũng đang quảng bá về nền tảng mới của họ có tên là World Liberty Financial. Gần đây, cựu Tổng thống Mỹ đã khởi động một dự án kiếm tiền mới có thể bùng nổ về giá trị nếu ông đắc cử và có quyền thúc đẩy thông qua việc đề xuất, luật và quy định, điều mà giới ủng hộ tiền điện tử mong muốn từ lâu. Ủng hộ tiền điện tử không hẳn là điều đáng lo ngại, mà điều đáng nói là thực hiện điều đó sẽ dẫn đến việc hưởng lợi ích cá nhân. Thực hiện điều này có thể sẽ gắn liền với chính sách kinh tế Mỹ. Jordan Liberis, người phát ngôn của nhóm giám sát chính phủ Citizens for Responsibility and Ethics tại Washington, đã nói với báo AP, World Liberty Financial dự kiến sẽ là một dịch vụ vay và cho vay tương tự như Dodge Finance, sàn giao dịch bị tấn công gần đây. Bốn người xây dựng Dodge Finance được liệt kê là thành viên nhóm tạo ra World Liberty Financial, theo thông tin trên trang tin về tiền điện tử Coindex. Nhiều thông tin về World Liberty Financial chưa rõ ràng, kể cả thông tin về số lượng cổ phần mà ông Trump và các thành viên gia đình ông nắm giữ. Sau khi bà Lara Trump, con dâu của ông Trump, đăng trên mạng xã hội X về mục tiêu của chúng tôi tại World Liberty, chồng bà Ethic Trump cho biết rằng Lara và em gái của ông Tiffany đã bị tin tặc tấn công. Trong nhiệm kỳ ở Nhà Trắng, ông Trump nói rằng không phải là người hâm mộ tiền điện tử. Một trong dòng tweet năm 2019 của ông viết, tài sản tiền điện tử không được quản lý có thể hỗ trợ cho hành vi phi pháp như buôn ma túy hay các hoạt động bất hợp pháp khác. Sau đó, ông Trump đã thay đổi và thể hiện quan điểm tích cực về tiền điện tử. Tháng 5 năm nay, chiến dịch tranh cử của ông thông báo sẽ bắt đầu nhận các khoản quyên góp bằng tiền điện tử trong nỗ lực xây dựng cái mà họ gọi là đội quân tiền điện tử trước ngày bầu cử. Khi dự một hội nghị về Bitcoin ở Nashville vào tháng 7 vừa qua, ông Trump hứa sẽ biến nước Mỹ thành thủ đô tiền điện tử của thế giới và tạo nên kho dự trữ chiến lược Bitcoin bằng cách sử dụng loại tiền mà chính phủ đang nắm giữ. Ông cho rằng nếu tái đắc cử, ông sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn chính sách tiền tệ, sẽ thúc đẩy Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đặt lãi suất thấp hơn. Ông cũng đang thúc đẩy tài chính phi tập trung hay còn gọi là DeFi, theo thuật ngữ chung để chỉ việc không gian blockchain công khai để phá vỡ thế giới tài chính truyền thống. Ông Trump cũng tuyên bố sẽ ngăn chặn ngân hàng trung ương tạo ra tiền số để cấp cho người dân. Dù vẫn đang trong quá trình thăm dò, giới ủng hộ tiền điện tử phản đối kế hoạch tạo ra loại tiền số do ngân hàng trung ương quản lý. Theo đuổi tiền điện tử là một cách để chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ của ông Trump tiếp cận nhóm cử tri trẻ, trong đó có những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Tiền điện tử cũng hấp dẫn các đồng minh của ông Trump, những người lo ngại về ảnh hưởng của chính phủ lên thị trường toàn cầu và lo lắng về nhà nước ngầm. Thưa quý vị, ngày 29 tháng 8, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ miễn dịch vụ thụ tinh trong ống nghiệm IVF nếu ông đắc cử trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới. Phát biểu trong cuộc vận động tranh cử ở thành phố Porterville, bang Michigan, ông Trump cho biết nếu đắc cử Tổng thống, ông sẽ bảo vệ quyền tiếp cận phương pháp IVF và sẽ để chính phủ hoặc yêu cầu các công ty bảo hiểm chi trả chi phí này cho tất cả người dân Mỹ có nhu cầu. Tuy nhiên, ông không đưa ra chi tiết về cách thức thực hiện đề xuất của mình. Vị cựu tổng thống này cũng cam kết rằng nếu ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tới, các cặp đôi mới lên chức cha mẹ sẽ có cơ hội giảm bớt hóa đơn thuế của mình bằng cách trừ các khoản chi phí lớn liên quan đến trẻ sơ sinh. Ứng cử viên Đảng Cộng hòa nhấn mạnh rằng điều này thể hiện cam kết của ông đối với việc ủng hộ các gia đình Mỹ. Quyền sinh sản đã trở thành một điểm yếu lớn đối với cựu tổng thống Donald Trump. Chiến dịch của ứng cử viên Đảng Cộng hòa này hầu như luôn tìm cách né tránh các vấn đề liên quan đến phá thai và quyền sinh sản do chủ trương chống phá thai của họ không được lòng cử tri kể từ khi phán quyết đảm bảo quyền phá thai bị hủy bỏ cách đây 2 năm. Phe Dân Chủ đã nhiều lần chỉ trích ông Trump về điều này sau khi 3 thẩm phán tòa án tối cao do ông bổ nhiệm nằm trong số 6 trên 9 thẩm phán bỏ phiếu thông qua việc bãi bỏ quyền này, qua đó cho phép các bang sẽ tùy ý định đoạt vấn đề cấm hay cho phép phá thai. Phán quyết này đã gây ra phản ứng trái chiều và dẫn tới các cuộc biểu tình trên toàn quốc. Điểm yếu của ông Trump ngày càng bị khoét sâu hơn sau khi một tòa án ở bang Alabama hồi tháng 2 ra phán quyết rằng phôi đông lạnh và trứng đã thụ tinh bằng IVF được coi là con người theo luật định và bất kỳ ai hủy hoại đều có thể phải chịu trách nhiệm. Ông Trump sau đó đã tuyên bố ủng hộ IVF sau khi một số phòng khám hoãn việc thực hiện biện pháp này sau phán quyết của tòa án ở Alabama. Các chuyên gia nhận định, phán quyết mà tòa án tối cao đưa ra hồi năm 2022 về cơ bản đã trao cho các bang quyền quyết định cuối cùng về các vấn đề phá thai.
mở đường cho những tác động sâu rộng đến các vấn đề khác trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản, trong đó có cả IVF. Rất ít người Mỹ có các gói bảo hiểm chi trả cho các phương pháp hỗ trợ khả năng sinh sản, trong khi chi phí từ 20.000 đô la Mỹ trở lên cho một đợt điều trị IVF kéo dài 18 tháng lại vượt quá khả năng chi trả tài chính đối với nhiều người. Thưa quý vị, theo nhiều nhà quan sát, các phát ngôn mang tính công kích cá nhân đã trở thành thương hiệu của ông Trump xuyên suốt 3 kỳ tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, những màn công kích ấy đã mất dần hiệu quả sau khi Đảng Dân Chủ thay người, buộc ông Trump phải thay đổi chiến thuật đối đầu với bà Harris. Trong tuần tới, lịch trình tranh cử của ông Trump kín đặc với các sự kiện vận động tại Michigan, Pennsylvania và Wisconsin, các bang xanh quan trọng, nắm giữ chìa khóa của kỳ bầu cử tháng 11. Theo CNN, đây được xem là nỗ lực lật ngược tình thế của Đảng Cộng Hòa khi cuộc đua đã sắp cán đích và bà Kamala Harris vẫn đang ở kèo trên trong hầu hết mọi bảng xếp hạng. Nhiều nhà quan sát nhận định, vị thế và sức ảnh hưởng liên tục tăng cao của bà Harris sau sự kiện này đang đe dọa khả năng trở lại Nhà Trắng của ông Trump. Tất nhiên, cựu Tổng thống cần phải tăng cường hiện diện trước công chúng nhằm giành lại sự chú ý. Song câu hỏi lớn hơn được đặt ra là liệu ông Trump có thay đổi cách tiếp cận cử tri để phù hợp với thời cuộc hay không? Đội ngũ vận động tranh cử và những người ủng hộ trung thành của ông Trump đang cố gắng thuyết phục ông theo đuổi một đường lối tranh cử nghiêm túc hơn trong thời gian tới. Cuối tuần trước, trên chương trình State of the Union của đài CNN, Thượng nghị sĩ Lindsey Graham cho rằng thông điệp của Đảng Dân Chủ về sự lạc quan và niềm hy vọng được đưa ra trong Đại hội Toàn quốc vừa qua đã mở ra một cơ hội thay đổi cho ông Trump. Ông Graham nói với người dẫn chương trình Jake Tapper của CNN, Đảng Dân Chủ nói về hy vọng và sự lạc quan, nhưng họ không biết rằng những điều này không tồn tại trong thế giới thực. Thế giới đang đối mặt với tình thế khó khăn. Hóa đơn sinh hoạt và chi phí nhà ở của các bạn sẽ tiếp tục gia tăng cho đến khi một nhà lãnh đạo có cái nhìn thực tế hơn lên thay thế. Bình luận của ông Graham được xem là một phép so sánh ngầm giữa hai chương trình nghị sự của lưỡng đảng, đồng thời làm điểm mạnh trong cách tiếp cận theo kiểu thực tế của cựu Tổng thống. Cách tiếp cận này đã giúp ông Trump đắc cử vào năm 2016 thông qua việc khai thác sự phẫn nộ của cử tri đối với giới tinh hoa chính trị, truyền thông đại chúng cũng như các vấn đề nóng hổi tồn đọng bên trong nước Mỹ. Theo nhiều nhà phân tích, những tuyên bố gây tranh cãi của ông Trump thường có hiệu quả bởi chúng mang đến cảm giác chân thật và không nặng yếu tố chính trị như các ứng viên tranh cử theo đường lối truyền thống khác. Tuy nhiên, trước đối thủ mới đến từ Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris, chiến thuật của ông Trump dường như đã mất hiệu quả và nhiều người cho rằng ông chỉ nói lan man và không có trọng tâm. Các chuyên gia phụ trách chiến dịch của ông Trump chỉ ra rằng chiến lược tranh cử của bà Harris rất rõ ràng, một nữ ứng viên da màu đấu tranh cho những vấn đề mà cử tri quan tâm nhất, bao gồm giá cả thực phẩm tăng cao và tình hình căng thẳng ở biên giới phía Nam. Trong khi đó, chương trình nghị sự của ông chủ cũ Nhà Trắng cũng có nhiều điểm sáng, nhưng chúng đã bị lu mờ bởi những phát ngôn gây tranh cãi trên các nền tảng mạng xã hội, phần lớn là để công kích cá nhân. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Donald Trump có vẻ không bị thuyết phục bởi những yêu cầu thay đổi chiến thuật tranh cử từ các cố vấn. Tại một cuộc họp báo hôm 15 tháng 8 vừa qua, khi được hỏi về những lời chỉ trích từ một số đảng viên Cộng hòa rằng ông cần phải kỷ luật hơn và ngừng công kích cá nhân vào đối thủ của mình, ông Trump đã nói, về những cuộc công kích cá nhân, tôi rất tức giận với bà ấy vì những gì bà ấy đã làm với đất nước. Tôi nghĩ rằng mình có quyền công kích cá nhân. Trước truyền thông, ông chủ cũ Nhà Trắng cho biết sẽ điều hành chiến dịch tranh cử theo cách của mình. Theo đó, nhấn mạnh những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ tổng thống của mình trên nền tảng so sánh với chính quyền đương nhiệm. Ông Trump nhiều lần cho rằng cuộc chiến tại Ukraine đã không có cơ hội diễn ra nếu ông còn là tổng thống Mỹ, đồng thời tuyên bố sẽ chấm dứt cuộc chiến chỉ trong vòng 24 giờ sau khi ông tái nhiệm. Tại đêm tranh luận với đối thủ Joe Biden, ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã có nền kinh tế lớn mạnh nhất thế giới trong 4 năm ông nắm quyền. Song đài CNN đã đưa ra những số liệu cụ thể cho thấy tuyên bố của cựu Tổng thống chỉ là những tuyên bố suông do lạm phát tăng cao vì đại dịch COVID-19. Chúng ta sẽ không quay lại thời Trump. Đó là tuyên bố được bà Harris đưa ra trong bài phát biểu kéo dài 37 phút tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vừa qua. Bài phát biểu ngắn gọn nhất lịch sử các kỳ đại hội tập trung làm rõ các ưu tiên và kế hoạch nếu bà Harris trở thành Tổng thống Mỹ, khắc họa sự tương phản với ông Trump. Chuyên gia phân tích chính trị Stephen Collison của đài CNN nhận định, chiến thuật hướng đến tương lai của bà Harris
là một nỗ lực nhằm nối dài tuần trăng mật chính trị. Điều này sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều khi Phó Tổng thống đặt mình với thế phải tự ứng biến trong cuộc tranh luận với ông Trump vào đầu tháng 9 tới. Tờ The Hill dẫn số liệu từ cuộc khảo sát được Đại học Fairleigh Dickinson công bố tuần trước cho thấy, ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris nhận được 50% sự ủng hộ từ những người tham gia cuộc khảo sát trên toàn quốc. Trong khi đó, đối thủ của bà là cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ nhận được 43%. Những con số thống kê đang cho thấy chiến thuật của bà Harris phát huy hiệu quả hơn so với đối thủ Trump. Kết quả của cuộc bầu cử thường được quyết định trong những tháng cuối, và đây cũng là quãng thời gian ngắn ngủi để ông Trump kịp thay đổi sự lựa chọn của mình. Thưa quý vị, theo tờ Wall Street Journal ngày 26 tháng 8, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Donald Trump đang tăng cường các hoạt động trong chiến dịch tranh cử của mình nhằm phản ứng với sự gia tăng ảnh hưởng của đối thủ cạnh tranh thuộc Đảng Dân Chủ Kamala Harris. Trước sự thành công vang dội của Đại hội Đảng Dân Chủ tại Chicago, nơi bà Harris củng cố hình ảnh và thu hút sự ủng hộ đáng kể, ông Trump đang đối mặt với thách thức phải điều chỉnh chiến lược của mình để duy trì ưu thế trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2024. Với sự lo ngại rằng bà Harris sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ sau đại hội, ông Trump đã công bố một giai đoạn mới trong chiến dịch của mình, với lịch trình bận rộn hơn tại các bang chiến trường và tăng cường nỗ lực tiếp cận các cử tri trẻ tuổi. Các cố vấn của cựu Tổng thống Trump cho biết ông sẽ hoạt động tích cực hơn sau khi duy trì một tốc độ khiêm tốn trước đó khi Tổng thống Joe Biden còn là đối thủ chính. Trong bối cảnh đó, ông Trump đã bắt đầu một loạt các sự kiện tại các bang chiến trường, bao gồm một bài phát biểu tại hội nghị của lực lượng vệ binh quốc gia ở Detroit, Michigan vào ngày 26 tháng 8. Sau đó vào ngày 29 tháng 8, ông sẽ có các sự kiện ở những nơi khác tại Michigan và Wisconsin. Tiếp theo là một cuộc meeting ngày 30 tháng 8 tại Pennsylvania. Những nỗ lực này nhằm vào các cử tri chiến lược, đặc biệt là phụ nữ, nhóm mà chiến dịch tranh cử của ông Trump cho rằng có thể giúp giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Một trong những động thái đáng chú ý trong chiến dịch là cam kết không cấm phá thai trên toàn quốc, một vấn đề gây tranh cãi lớn trong cuộc tranh cử. Thông điệp này, cùng với cam kết của ông Trump về việc bảo vệ quyền sinh sản của phụ nữ, nhằm xoa dịu những lo ngại của nhóm cử tri nữ về lập trường của ông Trump đối với vấn đề này. Trong khi bà Harris tập trung vào việc củng cố hình ảnh của mình như một người lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán, ông Trump đã dành cả tuần để tấn công trực diện vào bà. Ông chỉ trích Phó Tổng thống Harris về các vấn đề tội phạm và nhập cư, đồng thời nhấn mạnh rằng bà đã giành được đề cử mà không cần thông qua bầu cử sơ bộ. Bên cạnh đó, ông Trump đã nhận được sự ủng hộ quan trọng từ ứng cử viên độc lập Robert Frank Kennedy Jr., người đã rút lui khỏi cuộc đua và bày tỏ sự ủng hộ dành cho ông Trump. Điều này giúp ông Trump thu hút thêm sự ủng hộ từ những cử tri Cộng hòa không hài lòng và có thể làm suy yếu sự ủng hộ dành cho bà Harris từ nhóm cử tri trung dung. Cùng với đó, chiến dịch tranh cử của ông Trump mở rộng phạm vi hoạt động, đặc biệt tập trung vào các sự kiện quy mô nhỏ và các kênh truyền thông thay thế. Các cuộc phỏng vấn trên nền tảng X, trước đây là Twitter và podcast, nơi ông Trump có thể tiếp cận cử tri trẻ tuổi và chưa quyết định, là một phần trong chiến lược mới của ông. Đồng thời, đội ngũ cố vấn của ông Trump cũng đưa ra kế hoạch tiếp cận nhóm cử tri da đen thông qua các chương trình podcast hướng tới cộng đồng này, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng ảnh hưởng trong cộng đồng thiểu số. Ngoài ra, ông Trump bắt đầu thực hiện các cuộc gặp gỡ và tham dự sự kiện nhỏ hơn tại các bang chiến trường như Arizona, nơi ông nhấn mạnh vào các vấn đề biên giới và kinh tế, những lĩnh vực mà chiến dịch của ông cho rằng bà Harris sẽ bị tổn thương. Các cuộc gặp gỡ này không chỉ giúp ông Trump tiết kiệm chi phí mà còn giúp ông tập trung hơn vào các thông điệp chính, điều mà ông thường gặp khó khăn trong các cuộc meeting lớn. Mặc dù chiến dịch của ông Trump đạt được một số tiến bộ, nhưng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc duy trì lợi thế trước bà Harris. Các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy bà Harris đang dẫn trước ông Trump ở một số bang chiến trường, nhưng sự chênh lệch không quá lớn và vẫn nằm trong biên độ sai số. Điều này cho thấy cuộc đua vẫn đang rất cạnh tranh và có thể thay đổi nhanh chóng khi tiến gần đến ngày bầu cử. Trong khi chiến dịch của ông Trump tiếp tục chỉ trích bà Harris là quá tự do đối với nước Mỹ, các cố vấn của ông cũng cảnh báo về những rủi ro trong việc tập trung quá mức vào cuộc tấn công cá nhân. Họ khuyến khích ông Trump tập trung vào các vấn đề chính sách cụ thể, điều mà ông đã tìm cách thực hiện trong các sự kiện gần đây. Tuy nhiên, với tính cách bộc trực và phong cách tranh cử đặc trưng, ông Trump có thể gặp khó khăn trong việc duy trì sự kiên định với chiến lược này. Nhìn chung, chiến dịch phản công của ông Trump nhằm đối phó với sự trỗi dậy của bà Harris thể hiện một sự thay đổi chiến lược quan trọng trong bối cảnh cuộc đua vào Nhà Trắng ngày càng trở nên kịch tính hơn.
Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của báo Việt Nam Net. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.